một đường, hai đường, ba đường, bốn đường, năm đường, sáu đường, rồi mình chờ cho nó tan đường ra để mình nêm thử ra nó ngọt chưa, để cho mà bỏ nhiều quá nó bị ngọt lố mọi người. Ăn cái này nó ngọt quá thôi chứ ngọt lố quá nó ngán. Của Trâm đó là món chè bí đỏ. Chè bí đỏ thì có rất là nhiều cách nấu luôn, nhưng mà người ta nấu thì rất là cầu kỳ. Còn ở dưới quê mình ngày xưa mà có cái gì nấu cái đó. Ví dụ như là bí đỏ nè, rồi đường đen á, rồi cái đường nào không phải đường đen đâu, này đường gì á không biết nữa. Nhưng mà bây giờ người ta nói là nấu đường này không, ngày xưa là ba Trâm nấu bằng đường đen. Đó, rồi đậu phộng này là đậu phộng của mẹ mới thu hoạch nè. Đó, dừa thì mình sẽ nấu dừa bào. Đó, có nhiều người thì người ta nấu với lại cái gì ta, nước cốt dừa, nhưng mà nó béo, nó ngậy lắm. Mình Trâm thì Trâm chỉ thích ăn dân dã giống như ngày xưa thôi. Ngày xưa ba nấu sao giờ thì Trâm nấu y chang như vậy. Mình sẽ khơi gợi lại cái món tuổi thơ cho mọi người nha. Không biết là cả nhà mình đã ai từng ăn cái món này rồi. Bây giờ thì mình bắt tay làm nhá. Yeah, vô phụ em lột đậu đây nè. Muốn ăn phải lên vô bếp. Ồ, mạnh đi. Ba ngày này kẹt lúa phơi lúa miết mà đen hết tay chân rồi, đen hết. Giờ thành nông dân chính hiệu luôn rồi. Vậy người ta nói kêu nấu cái đường này nó ngon nè. Em không biết đường này gọi là đường gì nữa. Đường này thánh kẹo mà. Hả? Mình nấu cái này được luôn mà. À mình nấu đường phèn được luôn. Được. Ừ. Mình cũng được á. Ừ. Nó được. Rồi ra máy đi em. Lột cái thánh kẹo luôn. Ừ. Trời ơi, cái này đã cứng như này. Bí này không thấy hạt luôn vậy. Bí này ngon lắm hả? Bí này em nhớ biết có hạt mà sao cái này nó không có hạt trời. Đèn. Ồ bật đèn rồi, anh lên bật đèn rồi. Bí ư? Bí ư? Kèo không bao giờ nghe trên trời. Không, bị tối lắm vậy em. Bí ư? Sao nó cứng vậy? Vô cho tôi kèo kèo cửa. Trời ơi, chạy cái bí. Cái này là để bò cái này là phá. Sao cái này là bí trời. Thôi. Cứng quá. Tay gọt đi rồi. Thường là bí này là cái vỏ nó cứng lắm mọi người. Đáng lẽ là mẹ tính nấu á, nhưng mà mẹ tính bận đi trở rạ rồi, mình biểu mình xin đi mẹ không cho. Mẹ nói ở nhà đi chứ con ghé mà đi là xuống dưới sạm da luôn. Sợ con ghé sạm da mà giờ sợ gì nữa, nó sạm luôn rồi chứ sợ gì nữa. Ớ mà
xưa là lâu lâu rồi ba hay nấu vài cây ăn nè, ngon lắm, dân dã lắm mọi người. Rồi trong sẽ còn làm thêm món đó là tháng kẹo nữa. Hồi xưa là ba nấu đậu với lại cái này thôi mà không có dừa, là mình sáng tạo thêm
ngon. Chậm quá mọi người ơi. Thấy chưa? Thấy rồi. Giờ nhúng xuống cho nó nguội chứ hả? Từ từ
Sao thế kìa? Đồ lành đồ. Dành cả một cái tâm huyết vô trong đây. Ừ ơi, đời tao từ đưa giờ như vậy con. Nhóm nào nó 1 tiếng hồ mấy mà. Thôi chút mới về lòng đẹp đạo. Giờ chăm đi không cần biết mình già chắc chắn của. Trời ơi con ở đây thân mẹ luôn chứ có gì nữa đâu. Mẹ té này. Ăn không? Tao mấy anh quay phim diễn nghệ. Ăn gì tầm này. Quay cũng quay ăn làm gì? Quay tiếc mà đồ ăn nhiều. Nè. Ồ, nó ngon. Ồ, mà con nói cho mẹ biết trước nha. Là nãy con quên. Con lỡ bỏ muối thành đường. Cái bịch muối bịch đường để chung giống nhau quá mà. Nó mẹn đằng này cái gì? Hồi đó mẹ cái gì cho ăn. Hồi đó mẹ nấu cho ba ăn mày nhớ không? Trời, nó bò không chửi. Hồi đó nè, đây, cái Nguyễn Tính đã từng nấu cái món này mà cho vô muối không nhau cho đường. Bị bo con chửi nha. Thấy đâu giờ nó lỡ mạng rồi sao lỡ mà người ta chửi không em? Mạng không lắm. Mạng thật quá, mẹ nghĩ đi con bỏ một chén muối mà. Ờ, cái này nó ngon nè, nó cái dừa nó ngon kia. Con nấu không ngon mẹ sao quá. Con ăn cho Phương. Mạng quá đâu ăn, nấu đâu mưa đem xuống cho mẹ ăn nè. Sao nó mặn? Mẹ tưởng con quay chứ. Nhiều lúc muối đường nó con quay. Con chứ đâu phải mẹ đâu mà. Ngày xưa là nấu đường không bỏ muối vô. Sao mẹ không nhắc cái đó cho mọi người nghe? Qua con đổ cái sò mà. Ông kêu hả? Ông kêu sao mà nấu gì đâu mà. Ông đổ cái mẹ cười hầm thôi chứ ông quách gì đâu mà. Quen mời mọi người rồi. Đúng là mệt quen. Mẹ bị mời mấy em, mời cô chú mấy em. Mời mấy con ăn con. Mấy con ăn con. Mấy con ăn chè chứ sao mấy con ăn con. Mẹ, mấy con ăn chè chứ tự nhiên mấy con ăn con. Mấy con ăn chè. Ở ngoài này, thấy nó là chim mới thấy mẹ chim. Xem điện ảnh mời đi rồi đó, gương này là gương mặt điện ảnh nè. Chị he bán cơm dưới đầu không biết. Em chưa ra. Trời ơi đem 10 cái chén xuống đây mà có ba người ăn vậy. Ngay chỗ đó, ngay chỗ đó gì vậy? Chị đã nói con Phương. Câu rồng.
bán trong hẻm nè. Vừa đâu? Đậu chứ là biết không? Này quá mà. Mua miếng dưa không có mua mà không thiệt đó là. Hồi xưa thì mà nó khổ. Khổ trăm bề. Ừ. Việc lớn là của em hả? À, của chú Tăng á. Không, việc lớn là phải của chú Tăng. Ba, lại đây ăn miếng bà ơi. Đây. Ăn chè. Thêm ơi. Làm tiếp cho mọi người chứ không phải ăn xong được nghỉ đâu nha. Ăn xong cái gì mọi người ơi. Còn có mấy bó rồi ưu gót cho mẹ luôn. Mở đây một chút, mở đây một nữa. Mày xí đi cũng trong qua hả không? Dạ. Thank you.